Ở đợt 2 của kỳ thi đánh giá năng lực, số thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực trên 900, thang điểm 1.200 lên đến 3.626 em, cao gấp hơn 2,5 lần so với đợt 1, dù số thí sinh ít hơn nhiều. Theo kết quả điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố, có 39.031 đề thi, trong đó mức điểm trung bình là 725,8, điểm cao nhất là 1.116 và điểm thấp nhất là 289 theo thang điểm 1.200. Đáng chú ý, trong số này có đến hơn 29.000 thí sinh dự thi lại lần 2 năm 2024 và mặc dù số thí sinh dự đợt 2 ít hơn rất nhiều so với số thí sinh dự đợt 1, hơn 93.000 em, nhưng số bài thi đạt điểm cao lại tăng mạnh. Cụ thể, số thí sinh ở đợt thi thứ nhất có điểm thi trên 900 chỉ có 1.435 em, trong khi ở đợt thứ hai lại có đến hơn 3.626 em, cao hơn 2,5 lần đợt 1. Còn số thí sinh ở đợt 2 có điểm thi trên 1.000 cũng gấp 4 lần ở đợt 1. Tính chung cả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024, theo đánh giá của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, có tổng cộng 104.843 thí sinh dự thi. Phân bố điểm chung của thí sinh có dạng phân bố tự nhiên và trải rộng, thể hiện khả năng phân loại thí sinh cao, thuận lợi cho việc xét tuyển. Phân bố điểm năm nay đồng dạng, tương đương với phân bố điểm của các năm trước, thể hiện sự ổn định của đề thi. Tuy nhiên, thực tế so với thống kê ở năm 2023, số thí sinh đạt mức điểm từ trên 700 đều tăng mạnh. Cụ thể, năm 2024, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 104.843 thí sinh dự thi trong cả hai đợt, tăng hơn 3.000 thí sinh so với năm 2023. Tổng số thí sinh năm 2024 đạt trên 700 là gần 38.700 em, nhiều hơn 8.000 em so với năm 2023. Trong đó, số thí sinh đạt trên 900 điểm lên tới 4.654 em, nhiều hơn năm trước hơn 2.000 em và mức điểm có số thí sinh tăng nhiều nhất là khung từ 801 đến 900 điểm.